Xu thế hình thành trên Bi khi Tribro giành 10.000 Bitcoin trong Hackathon tháng 7. Chào bạn, chào các Pioneer. Rất vui khi gặp lại các bạn tại chuyên mục VNetwork Daily để tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của kỳ thi Hackathon hàng tháng trên VNetwork. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dự án Tribro. Dự án làm về mảng phát video trực tuyến vừa giành được giải nhất trong kỳ thi Hackathon tháng 7. Đáng chú ý, đây là dự án thứ hai thắng giải từ sau khi Bicoteam phát triển chương trình Hackathon theo tháng và đều là dự án làm về SocialFi, hướng tới cộng đồng. Vậy Tribro đã làm gì để thắng được 10.000 Bitcoin? Phải chăng Bicoteam đang tập trung vào cộng đồng nên những dự án làm về cộng đồng mạnh sẽ ưu tiên thắng giải? Và liệu xu hướng mới nổi này có là kim chỉ nam để hệ sinh thái Pi phát triển mạnh mẽ hơn? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các Pioneer hãy cùng theo dõi và tìm hiểu chi tiết hơn về dự án Tribro và cùng nhau trả lời các câu hỏi trên. Phần 1. Tribro thắng Hackathon 10.000 Bitcoin. Với mục tiêu phát triển hệ sinh thái cho mạng lưới Pi Network trước thềm Open Mainnet, Bicoteam đã liên tục tổ chức các kỳ thi Hackathon theo tháng. Nếu đợt tháng 6 vừa rồi là dự án Tang Tang, thì tháng 7 năm nay, dự án chiến thắng chính là Tribro. Tribro đã nổi lên là một dự án mới đầy hứa hẹn cho hệ sinh thái Pi. Cơ bản thì Tribro là một nền tảng phát video trực tuyến. Hiện tại, dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dự án chiến thắng là vì sự khác biệt về tầm nhìn của nó. Tribro cho phép Pioneer đăng tải video và nhận Pi nhờ vào nội dung mà nó đã sáng tạo. Vấn đề này khá đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với Pi. Những người tiên phong có thể sử dụng Pi để đăng ký tài khoản và xem các video chất lượng từ nền tảng này. Cách tiếp cận này không chỉ thưởng cho người sáng tạo nội dung, mà còn tạo thêm use case mới cho Pioneer sử dụng Bitcoin của họ trong hệ sinh thái. Phần 2. Tại sao Bicoteam lại chọn Tribro? Theo thông báo từ Bicoteam, họ cũng chỉ ra các ưu điểm đã giúp dự án này giành giải nhất trong kỳ thi tháng 7 vừa rồi. Đoạn thông báo có chỉ rõ, điều nổi bật về Tribro là họ tập trung vào một tiện ích duy nhất và nổi bật nhất. Thay vì cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc, họ đã chọn con đường cụ thể để mang lại tiện ích thực sự cho cộng đồng Pioneer. Truyền phát video chưa phải là ứng dụng phổ biến trên nền tảng Pi và Tribro hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho cả người sáng tạo và người tiêu dùng trên Pi. Người sáng tạo ra Tribro đã chọn xây dựng trên Pi vì khả năng tạo ra ứng dụng trong hệ sinh thái Pi rất an toàn và tập trung vào người dùng. Sự nhấn mạnh của Pi về quyền riêng tư, sự công bằng và trao quyền cho Pioneer hoàn toàn phù hợp với mục tiêu ứng dụng. Bicoteam tin vào tiềm năng của Tribro, đồng thời Pi Network cũng cam kết hỗ trợ và khuyến khích dự án tiếp tục làm việc, bổ sung thêm nhiều chức năng và cải tiến ứng dụng tốt hơn. Trước những nỗ lực rất ấn tượng của Tribro, dự án đã giành được giải nhất trong kỳ thi Hackathon và đã nhận được phần thưởng 10.000 Bitcoin. Số tiền này sẽ được dự án dùng để phát triển ứng dụng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng trào lưu SocialFi chính thức sẽ được khởi chạy mạnh mẽ trên Pi Network. Phần 3. SocialFi là xu hướng của Pi Network trong tương lai. SocialFi là khái niệm mới của DeFi. Đây là sự kết hợp giữa Social và DeFi, tài chính phi tập trung và mạng xã hội. Sự ra đời của SocialFi đem lại lợi ích và phần thưởng cho người dùng bằng cách tài chính hóa sức ảnh hưởng của nó trong mạng xã hội. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ được hưởng lợi từ sản phẩm của bản thân nhiều hơn và không bị bó buộc quản lý bởi một hệ thống nhất định. Nói dễ hiểu thì SocialFi là sử dụng mạng xã hội và là một việc gì đó có ích cho cộng đồng và kiếm tiền. Đây cũng là điều mà Tribro đang hướng tới trên Pi. Các dự án SocialFi vẫn còn ở giai đoạn khai sinh, nhưng nó cũng đã chứng minh được tiềm năng của mình trong không gian DeFi. Với khả năng sinh lời cao, hiện nay rất nhiều nguồn vốn đầu tư và quỹ đầu tư đã bắt đầu quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực này. Trên Pi Network, các dự án đình đám trong phân khúc này có thể kể đến như Pi Voice, Pi PBS Chat, Pi Chat, Pi Webinar. Các dự án này hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai gần. Trên đây là những thông tin liên quan đến dự án Tribro vừa đạt được giải nhất trong kỳ thi Hackathon. Bạn có nghĩ SocialFi sẽ trở thành xu hướng mới trên Pi Network? Bạn hãy để lại ngay comment bên dưới để cùng nhau thảo luận với mọi người. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.